Chào mừng tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Linh Te. Ở video trước mình đã giới thiệu với mọi người 5 lý do tại sao mình lựa chọn Mavic Air trong việc quay phim dịch vụ cũng như là tất cả các thể loại video khác. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một hiệu ứng truyền cảnh được BenTK sử dụng cho bộ video gần đây nhất. Và mình mới up hiệu ứng này lên Facebook vào tối qua thì khá là nhiều người ủng hộ. Và do mình hứa với mọi người là tối nay sẽ ra video hướng dẫn cho nên clip này mình làm hơi vội và không được chăm chút cho lắm. Vì thế mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Thực sự thì để làm hiệu ứng này nó không hề khó, nó chỉ hơi mất thời gian và cần một chút tỉ mỉ. Chỗ mình thì hôm nay mưa khá là to cho nên mình không đi đâu quay được, nên là mình chỉ có thể loanh quanh ở nhà và quay được một vài footage đơn giản như thế này. Mình sẽ làm mẫu một footage. Đầu tiên chúng ta tăng tốc độ của footage này lên, mình chọn ở khoảng 40, sau đó đảo ngược chiều của footage này lại. Thực sự thì cái bước đảo ngược chiều này không cần thiết, nhưng đối với footage của mình thì mình làm như vậy thì sẽ dễ dàng một bước tiếp theo hơn. Tiếp theo chúng ta chọn vào Effect Control, chọn vào Mask Opacity, chúng ta sẽ chọn Mask hình vuông, rồi chọn Inverted. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo Mask cho cánh cửa. Đây là bước mất thời gian khó nhất của hiệu ứng vì chúng ta sẽ phải tạo Mask cho từng frame hình bằng cách cây từng frame hình một. Ok, vậy là mình đã tạo mask xong cho tất cả các frame hình của footage này. Tiếp theo chúng ta nhân đôi footage này lên. Chọn Effect Control ở footage vừa nhân đôi. Bỏ dấu tích ở Inverted. Như vậy là chúng ta đã có mask hình cánh cửa. Tiếp theo chúng ta nết cái footage này lại. Như vậy là chúng ta đã xong bước đầu tiên. Bước tiếp theo đó là tạo chuyển động cho cánh cửa. Có nhiều cách để tạo chuyển động cho cánh cửa và mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Với mình thì mình sẽ sử dụng Trick Motion này. Như vậy là chúng ta đã có một footage với cánh cửa chuyển động. Với những footage tiếp theo, chúng ta chỉ cần làm tương tự như vậy. Sau đó chúng ta ghép chúng lại với nhau bằng cách tạo ra các cái layer chống lớp. Cuối cùng chúng ta chỉ việc kéo màu, thêm một chữ âm thanh cũng như thêm một vài footage là chúng ta đã có một hiệu ứng hoàn chỉnh rất là đẹp và đặc biệt. Trên đây là hướng dẫn các bước để tạo ra một hiệu ứng truyền cảnh như BenTK. Mọi người có chỗ nào chưa hiểu hay là thắc mắc thì có thể comment xuống bên dưới video, mình sẽ hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Nếu như mọi người thấy video này hay và có ích thì hãy ủng hộ cho mình bằng cách like và subscribe cũng như ấn vào chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.